Anh chị em biết sao không? Ở Sài Gòn á, thích nhất là đi đường mà cái lúc mà cái buổi mà sáng sớm á. Ở sáng sớm anh chị em thấy không? Đường phố nó sạch sẽ. Người á, nó người ta chưa có đi làm rồi này nọ. Đường nó vắng, chạy nó rất là mát luôn anh chị em à. Bây giờ thì em đang trên đường em chạy ra ngoài ga Sài Gòn để mà nhập 4 con chim họa mi VIP. Đó, bữa nay là coi như là hàng phổ thông nó không có, cho nên là không có hàng để mà chuyển khẩu cho anh chị em mình bảo tồn, cho nên là phải bắt buộc là phải nhập cái hàng VIP đó để cho anh chị em mình về mà bảo tồn. Thì chút xíu nữa em lấy xong cái em về em ra lồng em tắm rửa sạch sẽ rồi em sẽ quay cho anh chị em mình xem ha. Thì sẽ quay những cái con nào nó hot trước. Con nào hot trước thì em sẽ ưu tiên đó cho nó lên đường trước nha anh chị em nha. Đó, do là những cái con hào mi á nó hot rất là to. Đó, cho nên là thường là những cái con nào mà nó hot á đó là em sẽ cho lên đường trước để mà coi như là đỡ nhức đầu. Nó ở nhà nó hot nhức đầu lắm. Với lại phần nữa là cũng mình kiếm gói mì với lại con khô đó, cho nên là cứ cái con nào hot trước là em sẽ cho nó lên đường nha anh chị em nha. Rồi bây giờ thì đã tới ngay chỗ cổng ga Sài Gòn nè. Xa xa thì anh chị em thấy không, có ba bé đang đứng ngay cổng đang đợi nè. Đó, đợi xe chứ không phải đợi em đâu. Đó, để bây giờ em chạy vô ga Sài Gòn để em lấy. Thì đây nè, nguyên xe lửa luôn nè, đã không. Đó, thì hôm nay thì nói chung là xe nó cũng tới sớm anh chị em à. Nay cuối tuần rồi xe nó cũng tới sớm. Đó, mấy ổng đang ngồi mấy ổng đợi nè. Nãy mấy ổng gọi em, mấy ổng chạy đi giao, nhưng mà em kêu thôi để em chạy ra em lấy. Do là tốn kém tiền bạc nhiều quá. Nó dạo này kinh tế nó cũng khó khăn nữa, cho nên là thôi mình cứ tự sự, mình cứ tự chạy đi lấy cho nó chắc cú nha. Đó, ổng đang ngồi đây nè. Đó, để bây giờ giờ mình chạy ra đây. Đó, chạy ra đây mình lấy nhanh cho em nha. Đó, ngừng cái clip đi đi. Rồi, để bây giờ kiểm tra nè. 1 2 không thấy đâu. 3 rồi, con này hơi thiếu lông đầu. Bốn. Rồi, bốn con. Về bốn con này, nói chung là hàng nó hàng mùa này thì lông nó cũng hơi cũ nha, anh chị em thông cảm nha. Thì chút xíu nữa em sẽ về em cho nó ra lồng rồi này nọ, tắm rửa sạch sẽ cho nó sau nha anh chị em nha. Rồi sẽ quay cái clip cho mọi người xem để mà bảo tồn nha. À, cái xe lửa này không biết là nó được sản xuất từ năm bao nhiêu nữa đó, nhưng mà trông phải nói là rất là đẹp luôn anh chị em à. Đó, sơn là nó chóc ra hết rồi ha. Đó, xe này thì giờ giống như nằm chỗ thôi đó, giờ làm giống như là làm cái nhà kho để cho mấy bà này, bà nuôi mèo rồi mấy bà chui vô đây mấy bà ngủ luôn nè. Đó, hôm bữa ở bên Pháp là người ta định mua lại cái đầu xe lửa này nè. Đó, đây nè anh chị em thấy không, họ bà đang leo ở đây để bà chui vô đây bà ngủ nè, bà làm cái nhà của bà luôn nè. Bữa bên Pháp người ta hỏi mua cái đầu xe lửa này nè. Đó, để người ta về coi như là người ta gắn vô cái đầu xe điện ngầm á. Có, nhưng mà ở bên Việt Nam hình như nghe nói là không có bán cái đầu này, do là cái đầu này nó đẹp quá cho nên là người ta để đây để người ta trưng bày á. Đó, thôi bây giờ em chạy về nhà nha mọi người nha, giỡn chơi tí xíu làm gì có con. Rồi, bữa nay là thứ bảy cuối tuần, nói chung là cũng hơi lu bu tí xíu do là hai đứa nhỏ bữa nay là nó được nghỉ học ở nhà. Đó, thì cũng tranh thủ lên cho anh chị em mình xem một cái mẫu họa mi trống hàng VIP nha anh chị em nha. Mẫu này thì phải nói là giọng rất là rát nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai mẫu xòe, và cái thứ ba mỏ to, đầu to. Đó, hàng này thì cái mẫu này á, thì nói chung là không có ngại, coi như là ngại va chạm vật lý nha. Đó, bội già rừng. Đó, giọng bao cho anh chị em mình, giọng luyến lấy, giọng rất là đanh. Đó, ở ngoài Hà Nội người ta kêu là giọng rất là đanh, ở trong mình á thì gọi là giọng rất là rát. Đó, mỏ rất là to nha anh chị em nha, mỏ to, đầu to, coi như là cao cầu rộng háng, ấy lộn, cao cầm
cao gầm thoáng máy đó, nói nhầm. À, mẫu thì nói chung là hàng này vừa mới tắm xong nè, đó em vừa mới nói chung là từ cái hộc tách ra cái là cho tắm sạch sẽ rồi cho ra lồng ha. Đó. Con này đẹp lắm nha anh chị em nha, tướng dài đó, mỏ rất là to ha. Mắt móng mỏ tay chân đầy đủ không lỗi bất cứ một cái gì nha anh chị em nha. Đó, con này tướng dài đuôi xòe nè. Tướng dài đuôi xòe. Đó, mỏ như cái dũa ba lá, to vàng. Đó, dàn khóa coi như là cao cầu rộng háng. Đó, rất đẹp nha. Đợi em đi xíu em nghe điện thoại rồi em tiếp tục quay cho anh chị mình xem nha. Rồi đó, thì cái mẫu này phải nói là rất là tuyệt vời nha anh chị em nha. Đó, mẫu hàng mộc già rừng, đó, tướng dài đuôi xòe, mỏ to, dàn khóa cao, đó, bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em mình không có bị lỗi nha anh chị em nha. Đó, đó, mới vừa về tắm coi như ướt nhèm chèm nhẹp luôn. Đó, móng con này là móng mèo, móng mèo, móng ngắn ngủ nè. Nói chung là những cái hàng rừng là anh chị em mình biết nè. Đó, móng của nó rất là đẹp nha, chim rừng là móng rất là đẹp. Đó, móng coi như ôm cầu bấu bám rồi, móng nó ngắn ngủ là nuôi cái mấy cái mẫu này nuôi coi như là không sợ nó ra dài nha anh chị em nha. Đó, thấy cái móng không? Đó, con này thì ở phía trên đầu nó hơi thiếu lông tí xíu nha anh chị em nha, phía trên đầu nó hơi thiếu lông đó, mới vừa cho ra tắm đó, khá là dạng chim luôn nha. Và chim này đó hiện tại là đang ăn cám gà con nha anh chị em nha. Đó, em là em những cái con mộc tinh như thế này là thường là cho ăn cám gà con, họ cho nó khỏe, cho đường ruột của nó thật là khỏe cái đã, rồi sau đó mình hãy tập cám ngon cho nó nha, chứ đừng có mua. Nói chung là có nhiều người không có biết cách nuôi, mua những cái con mộc về cái cho ăn cám ngon liền đó, về coi như là cho ăn cám ngon là nó dễ bị coi như là nó đi cái phân nó lỏng nhanh em nha. Đó, cho nên là những cái con chim mộc là mình không có nên cho ăn cám ngon nha. Đó, con này dàn khóa rất to nhanh em nha, dàn khóa to và cao đó. Quên, xin lỗi, nãy giờ nói chung là cũng nói hơi lâu, hơi lòng vòng đi xíu, anh chị em thông cảm nha. Vô thẳng vấn đề, con này có củ tám anh chị em à. Đó, bao cho anh chị em mình giọng rất là hay nha, giọng rất là hay, già rừng đó. Rồi, để em quay ít chè lửa Đắk Nông cho anh chị em mình xem nha. Rồi, hôm nay thì có 4 con lửa truyền chống Đắk Nông nha anh chị em nha. Lửa truyền chống Đắk Nông đó, con này chân trắng móng ngà đó, con này tướng cũng khá là đẹp nha, đang trổ phải nói rất là nhiều xuyên tạc nha. Đó, lửa truyền chống Đắk Nông 350 cành một em đó, không bao ship nha anh chị em nha, 350 cành không bao ship, bảo hành mắt móng mỏ tay chân đó. Con số 1 nè, hôm nay chỉ có 4 con thôi nha anh chị em nha, 4 con lửa truyền chống Đắk Nông nè. Con này con số 2 đó, con này đang bắt đầu thay lông cánh nè, lông ức con này cũng ra là nhiều nè đó. Lửa này là lông cũ nha anh chị em nha, lông chim truyền nha, không biết được là đuôi nó dài bao nhiêu đó, hên xui đó anh chị em về ôm lông hên xui. Nếu mà trúng những cái dạng như là con chim ở ngoài tự nhiên đó, đó hên hên gặp những con đuôi dài hoặc bông gì đó thì tùy đó. Nói chung là hàng này thì nói chung rất là bình dân cho anh chị em mình ha đó. Mà trong khi đó thì anh chị em mình cũng biết rồi ha, thường là em chuyển khẩu những cái con mà dạng như ở bên Đắk Nông cho anh chị em mình á là rất là may mắn. Cái thứ nhất là đuôi dài và cái thứ hai là thường đa số là chim bông. Nó hay ra bông ở bên Đắk Nông, hay ra bông làm như nó sắp xếp theo cái vần hay gì á. Đó, đây nè, con này là cái con số 2 nha anh chị em nha, lửa truyền chống số 2 nè. Rồi qua này lửa truyền chống số 3, con này chân trắng móng trắng luôn nè. Đây, chân trắng móng trắng luôn nè, rất đẹp nha. Con này con số 3 nha anh chị em nha, lửa truyền chống số 3 nha. Đó, chim Đắk Nông nha anh chị em nha, chứ không phải chim cam, không phải chim cam, không phải chim miền Trung đó, chim là chim Đắk Nông. Rồi con này con số 4 đó, hàng em nhập ở đâu thì em sẽ thưa với anh chị em mình ở đó. Đó, hàng cam thì nó giá khác, hàng miền Trung giá khác đó. Rồi con lửa này là con lửa truyền chống số 4, con này chỗ cũng khá nhiều nha anh chị em nha. Đó, thấy cái ức của nó không? Đó, chỗ cũng khá là nhiều ha. Đó, con này con thứ 4. Rồi qua này con số 5 là con mái nha anh chị em nha, mái là 200 cành nha, mái rất là tơ ha, bụng trắng móc à. Rồi trời ơi, nó nhảy vô cây ghim chuối luôn, không biết nghĩ sao mà nhảy vô cây ghim chuối nha. Rồi con mái là con số 5 nha, mái này số 5, mái là 200 cành. Đó, bên này con mái nè, con này rất là tơ luôn nè, tơ xèo luôn. Con này cái ngay chỗ cái ngực của nó còn lông măng á, cái lông trắng trắng đó đó anh chị em theo, lông trắng 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 rất là nhiều luôn ha. Đó, con này là cái con mái số 6 nha, đó 200 cành một em.
Rồi con mái này con số 7 đó, anh chị em về nuôi sô sô nha, con này của ngày hôm qua nè, đó lui với đang nó đang ra lông đuôi nè. Đó, cái bụng trắng bóc mà, đó anh chị em thấy không? Đó, con này con số 7. Đó, khe lửa mái đồng giá là 200 cành nha. Đó, bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho mọi người nha. Nó không có bị lỗi mắt móng mỏ tay chân. Đó, rất là đẹp nha. Nó chỉ có 200 cành thôi, đó, rất là siêng tạch luôn con này nè. Đó, thấy cái ức của nó không? Lông trắng không? Đó, rất là đẹp, rất siêng tạch luôn ha. Rồi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở cái video tiếp theo nha mọi người nha.